sáng ngày 20 tháng 8, xã Đồng Lai đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình mầm non xã. Công trình này do tổ chức phi chính phủ CNI Good Night của Hàn Quốc tài trợ. Đồng chí Hồ Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện nhà tài trợ đã đến dự. Công trình nhà lớp học trường mầm non xã Đồng Lai được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2017, gồm 8 phòng học, 4 phòng vệ sinh, 1 nhà hiệu bộ, 1 nhà bếp với tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng. Năm học 2018-2019, trường mầm non Đồng Lai có 415 trẻ, chia thành 15 lớp. Theo ban giám hiệu nhà trường, những năm trước đây, do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, nên nhà trường phải mượn nhà văn hóa các xóm để học nhờ. Việc công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới giúp nhà trường giải quyết được bài toán thiếu trường, thiếu lớp, dành toàn lực tập trung chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Văn Tinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những việc làm thiết thực của dự án GNI đã dành cho huyện Tân Lạc trong thời gian qua. Mong muốn dự án sẽ tiếp tục quan tâm đến những ngôi trường vùng khó khăn của huyện Tân Lạc. Để phát huy hiệu quả công trình, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương và nhà trường sử dụng công trình đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục quan tâm hoàn thiện các hạng mục của công trình như làm tường bao, trồng hoa, cây xanh quanh khuôn viên nhà trường, tạo môi trường xanh sạch đẹp. Sau đó trị giá được khoảng chục tỷ mà bán cũng được. Thế này là một cái...